cái bữa chụp phim MRI ở bệnh viện tỉnh thì họ kêu là bị lồi đĩa đệm. Lồi đĩa đệm. Xong là kết luận là thoát vị nhẹ. Dạ rồi. Nó gây chèn ép. Nhưng sau đó đã điều trị tự đi không uống thuốc tây mà đi uống thuốc nam ở ngoài Bắc thì một năm rưỡi, nhưng mà càng uống và càng chữa thì nó càng đau thêm. Đúng rồi. Sau đó là đợt vừa rồi hôm mà thầy bấm cho xong rồi đi vào viện về năm chụp hết cả cái cột sống lại thì bác sĩ kết luận là không uống bị sao cả. Vậy là ổn rồi ha. Thầy chữa cho là nó đã đỡ rất là nhiều. Trước là ngồi như các buổi khác, cái buổi trước học cô hỏi là đã đỡ chưa thì đã thấy là đỡ từ hôm đó, và xong là cứ càng ngày như hôm thứ tư thì thầy đỡ chút, dần dần nó đỡ rất là nhiều. Trước là ngồi đọc sách không ngồi được, ngồi như thế này là một chút là nó mỏi. Được thầy hỗ trợ, thầy ngắn lại cho thì với cả thêm các cái động tác tập nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ cảm thấy rất là ok, nhưng mà nó vẫn còn kiểu như nó vẫn còn hơi râm ran xong một chút. Biết rồi. Cái mông nữa. Nhưng bây giờ em cái mông nào đau đứng dậy đi, lưng bên nào đau. Rồi, chú xíu sẽ giải quyết cái phần cuối này luôn cho xong ha. Ok. Rồi, em quay ra đây đi. Mình sẽ giải quyết cái phần mông bên đó, nó rớt luôn cái mông. Lúc cô hỏi bảo mọi người về thấy cái mặt nó thân thái của mình nó tươi tỉnh. Quan trọng là thân thái. Thực ra giờ mình bớt khó chịu thì mình thấy nó thích lắm rồi ha. Rồi đây này. Đã khỏe. Bây giờ là đi mông bên nào đó. Bên này nha. Rồi, làm quay bằng quay đi. Rồi, tôi quay qua đây. Rồi, đó. Rồi, vậy. Ngay chỗ này đúng không? Ngồi có cảm giác nó bên này nó sưng này. Ngay này sưng rồi. Sao rồi, bữa nay là chỉnh ngon lành rồi đó. Cái này thì nó vẫn đi kia. Cái đó sẽ tính sao? Được lưng đòi vai. Cái quan trọng là cái lưng bây giờ sao rồi? Ok rồi, đây, ngon lành rồi hả? Bữa nay là chỉnh đồ hết rồi. Nếu có cái một lời khuyên á, là với em á, là về nhà là mình sẽ mua cái chân gà. Em mua cái chân gà đó, em nấu với đậu phộng,
sau khi lấy ra em lấy bỏ rồi không đang ăn chiên gà thôi, chấm với muối tiêu gì đó rồi có thế thôi, rồi em ăn thường xuyên thì cái tiếng mà lọc cọc của mấy khốt này không còn nữa. Rồi bây giờ đứng ở đó em cúi đầu thì thiệt sát một lần nữa có được bao nhiêu sao bao nhiêu vô ô ra qua đâu chúng ta bây giờ làm được điều đó ha. Rồi rồi không có gì, hy vọng có dịp sẽ đi ăn nghệ đó. như nói là như gọi là bụt như tiên ông chữa ăn kỳ. Rồi cảm ơn em, rồi vậy em hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.